Xin chào các bạn, hôm nay Mỹ phẩm Nga xin giới thiệu với các bạn một loại kem đa chức năng có tên gọi là Clevin. Kem này có xuất xứ từ Nga và nó thường được bán trong các hiệu thuốc của Nga này. Kem này thì đang rất là được sự quan tâm trên thị trường này. Nó có tác dụng rất là tốt, cùng một loại kem nhưng mà nó có thể điều chỉnh được, nó có thể chữa trị được rất là nhiều vấn đề của da này. Ví dụ như là các vết rạn da này sau khi mà sinh ấy, thì là của phụ nữ sau khi sinh, và các vết điều trị da bị mụn trứng cá này, mụn nhọt này, chữa trị các loại da mà bị nám tàn nhang này và xỉn màu này, rồi là nó cả tác động lên các vết bỏng này, vết cắt này và vết thương này, các vết của các loại sẹo lồi sẹo lõm này đều có tác động rất là tốt này, rồi là cả đặc biệt là các vết thâm quầng dưới mắt này, thì cái loại kem này cũng rất là tốt để có thể là điều trị các vấn đề đó này. Thì về các thành phần của nó, kem này nó chiết xuất từ thảo mộc này và các chất oxy hóa tự nhiên này, vitamin E thiên nhiên này và các thành phần có giá trị khác, thì nó có tác động rất là sâu vào các lớp bên trong của da này, giúp cho da có độ đàn hồi tốt hơn này và ngăn chặn việc sản sinh các vết sản sinh melanin dư thừa này. Thì cái tác động của kem này đấy, kem này nó sẽ làm cho da trở nên mịn màng hơn này và có tác dụng là dưỡng trắng nữa. Các chất oxy hóa tự nhiên ấy, rồi là vitamin E cùng các cái thành phần vi lượng này từ chiết xuất thảo dược này sẽ giúp là cải thiện lưu thông máu này, cản trở quá trình tạo ra các vệt nám này, thâm dưới mắt này, rồi là làm cho da rất là mịn màng hơn này. Cái nó sẽ tác động trực tiếp vào các đốm đen trong da này để cung cấp cái oxy này cho các tế bào và góp phần để tái tạo tế bào mới. Thì ngoài ra ấy, thì là các cái tác động của nó thì còn có tác động nhiều hơn nữa trong cái việc mà dưỡng ẩm này, rồi là phục hồi sự mất cân bằng nước của da này. Thì về các thành phần của nó thì các bạn cũng có thể xem trên cái bao bì của nó này. Nó chủ yếu là chiết xuất từ các thành phần ví dụ như là glycerin này, hay là các chiết xuất thảo dược này, hay là nghệ này, rồi là có chiết xuất cả của như mình đọc ấy và dịch ra ấy, thì cái thành phần của nó bao gồm đó là nó chiết xuất từ lô hội này, rồi là dầu mè này, sáp ong này, hương nhu này và nghệ nữa này. Đấy, ở trong đây bạn có thể nhìn cái từ tiếng Anh là turmeric này, đấy, chiết xuất nghệ này. Và nó cũng giới thiệu rõ ràng đây là việc là điều trị các vấn đề về nám này, các sẹo lồi này, các vết mà rạn da này, rồi là các vết bỏng này, vết thương trên tay này. Về cái việc sử dụng của nó thì là nhà sản xuất là khuyến cáo là sử dụng 2 lần trong một ngày, vào buổi sáng và trước khi đi ngủ, thì bạn bôi vào trực tiếp lên các khu vực mà da có vấn đề này, sau đó xoa bóp nhẹ nhàng đến khi mà kem hấp thụ hoàn toàn này. Và để đạt được kết quả của nó thì bạn duy trì sử dụng trong vòng 4 đến 6 tuần thì là kết quả rất là tốt này. Thì cái kem này ấy, nó được chủ yếu là bán trong các hiệu thuốc của Nga thôi. Về kết cấu của kem ấy thì là kem nói chung là được khuyến cáo sử dụng rất là nhiều. Cùng một loại kem thì mình có thể là có nhiều cái tác dụng. Ví dụ bạn có thể nhìn thấy đây, đây là kết cấu của kem này, nó có một cái màu hồng nhạt đấy, thì kết cấu rất là đậm đặc và một cái màu hồng nhạt này. Thì là một tuýp này thì bạn có thể sử dụng trong vòng được 2 tháng, bởi vì nó rất là đậm đặc này. Thì ngoài những cái công dụng đó ra thì nó còn có tác dụng đó là dưỡng trắng da ấy. Thì các bạn mà có các vấn đề về sạm da này, xỉn da, xỉn màu này, sắc tố không đồng đều này, cũng có thể sử dụng loại kem này để làm tăng độ mịn, rồi là tăng dưỡng ẩm cho da và cải thiện cái tình trạng của da này. Thì mình hy vọng là cùng một cái loại kem như thế này ấy, thì có thể là giúp các bạn điều trị được các vấn đề mà về da đang gặp này, và nó cực kỳ là an toàn, bởi vì thành phần của nó như các bạn đã nhìn thấy, nó chủ yếu là chiết xuất từ thảo dược và là vitamin E thiên nhiên này, các chất chống oxy hóa tự nhiên này,
Ngoài ra thì là kem đến thời điểm này thì là thích hợp cho mọi loại da, nhưng mà với da nhờn thì mình nghĩ là cũng rất là tốt để mà sử dụng và điều trị các vấn đề về mụn này, điều tiết các tuyến bã nhờn này. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được cái công dụng hữu ích nhất của loại kem cho da của mình này.